Hello, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm cái món xào thịt bò. Thì mình xào chung với nấm. Đây là nấm, hành tây, hành lá, tỏi. Thì trong cái nguyên liệu mình sẽ ướp với thịt bò đó, thì mình có chicken powder là bột gà, oyster sauce, xì dầu, hắc xì dầu. Và cái này là cornstarch, là bột bắp để làm cho nó quyện lại cái thịt bò với lại cái mấy cái gia vị cho nó ngon hơn. Oyster sauce đó là dầu hào, tiếng Việt là dầu hào. Thì gồm có một tiêu, đường. Nên nhớ là mình xào thịt bò đó thì mình không có nên nêm muối vô trong cái thịt bò, nó sẽ làm cái thịt bò nó mặn chát và nó dai, nó không có ngon. Thì trong mình ướp thịt bò vô đó thì mình có sẽ ướp một chút xíu dầu, dầu ăn vô trong cái thịt bò đó cho nó mướt cái thịt bò hơn là mình không có ướp dầu ăn. Ok, bây giờ mình bắt đầu mình xào cái nấm trước. Thì mình bỏ cái dầu vô trong cái chảo cho chờ nó nóng. Mình sẽ bỏ chút xíu tỏi vô. Tỏi khi mà nó phi lên nó vàng rồi đó thì mình đổ cái nấm vô mình xào. Thì nấm mình xào một chút xíu á, mình sẽ bỏ thêm một chút xíu bột nêm vô. Chicken powder đó để cho nó thêm cái hương vị mặn mà. Rồi mình trộn nó lên. Mình xào cái nấm chút xíu cho nó chín chín rồi mình đổ nó ra. Nấm nó chín tới đó. Mình thấy cái nấm này nó chín tới thì mình tắt lửa, mình đổ cái nấm ra. Muốn nấm màu chín thì mình cho chút xíu nước vô thì cái nấm nó màu chín. Giờ đến phiên mình làm cái xào cái hành hành tây với lại hành lá. Tay với hành lá đó mình xào không có cần chín lắm, vừa chín tới thôi, ăn nó giòn giòn nó ngon. Bây giờ mình bỏ dầu vô, bắt đầu mình sẽ xào. Khi mà dầu nóng á, thì mình cho nó chút xíu tỏi vô mình thử. Thì trong cái thịt bò này á là mình lúc mà mình ướp á, mình ướp á là nó có tùy theo mỗi gia đình mình ướp. Thì mình ướp của mình á thì có 2 muỗng dầu hào, 2 muỗng hắc xì dầu và 2 muỗng cà phê xì dầu, 1 muỗng cornstarch là bột bắp với lại 1 muỗng đường. Thì bây giờ mình xào lên. Bên trong này có 1 muỗng dầu ăn ở trong nữa.
để cho cái thịt bò thay cái bóng ha. À, rồi sau đó mình mà tại sao mình bây giờ mình mới bỏ tỏi vô, mình bỏ tỏi vô bây giờ thì làm cho cái thịt bò nó thơm hơn là mình bỏ tỏi trước khi mà lúc mà mình ướp với tỏi, mình ướp với tỏi đó, thì nó làm cho cái miếng thịt bò nó chua đi. Bây giờ các bạn thấy cái tỏi nè, cái tỏi nó ngon nè. Cái này mình áp thêm chút xíu oyster sauce vô nữa, dầu hào vô cho nó ngon. Bây giờ mình áp cái nước ấm, mình sẽ áp một chút xíu nước ấm vô trong cái thịt bò cho nó tạo cho thịt bò nó chín. Với lại cái corn sauce nó sẽ hưởng chung với cái thịt bò, các bạn sẽ thấy nó ngon, nó xếp từ kẻ đến, nó xếp ra trong cái gia vị, nó xếp ra trong đây. Thịt bò nó đã chín tới, mình bỏ hành vô. Mình sẽ xào chung với hành, hành lá với lại hành tây. Thế là xong, bạn có một bữa ăn ngon lành. Món thịt bò xào của mình mới vừa làm xong, mời các bạn chung với mình nha. Cái này ăn với cơm ngon. Ngon quá. Nếu các bạn thấy cái show này hay, cho mình xin một like và subscribe from cho mình, chia sẻ cái cho mình và comment. Cảm ơn các bạn đã xem qua cái đoạn clip này. See you next time. Bye bye.